The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cho tôi được một lần nhìn theo soi trọn tôi, một lần nhìn mây nhớ quên trôi, một lần chờ thương yêu ngàn lối, niềm tin ta về tôi, ngời sáng trên lương đồn. Xin ngân cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dạt dìu qua đó đây. Ngày đó được nghe súng im hơi, trời thơ áng quê hồn, nếm hương đường tuyết người. Cho tôi được một lần nhìn quê hương ngời sáng, một lần nhận nghĩa sống lên vui, thưa vị. Hôm nay Jimmy mời tác giả của các ca khúc như Cho tôi được một lần, giọng ca Dĩ Vãng lên đây để cùng tâm tình để nói thêm về những tác phẩm mà chúng ta đã yêu thích trong suốt hơn 50 năm qua. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nhạc sĩ Bảo Thu. Con xin chào chú. Xin chào khán giả của Jimmy Show. Hôm nay chú cháu mình ngồi ngay tại quán của chú, một cái phòng trà rất là dễ thương nằm ở trên đường Nguyễn Trãi. Vậy thì quán này là chú đã mở lâu chưa? Cái quán này tôi mở được một năm, ngày 19 tháng 2, 2018, là ngày đó đúng ngày sinh nhật của tôi. Vậy hả chú? Dạ. Đây là một cái phòng trà nhỏ nhỏ, quý vị có thể tới đây để nghe nhạc, đặc biệt là những bài hát bolero quen thuộc của Việt Nam chúng ta. Nhắc đến những ca khúc bolero thì quý vị cũng biết là nhạc sĩ Bảo Thu đã cho chúng ta rất nhiều những ca khúc giá trị trong dòng nhạc này. Nhưng mà để lùi lại quá khứ một chút xíu, con được biết là chú gốc gác là trong gia đình đạo Cao Đài. Vậy thì chú hồi nhỏ có được sự khuyến khích của ba mẹ để đưa học nhạc hay không? Thì 8 tuổi thì gia đình đã cho tôi học đàn văn đô, mandolin của nhạc sĩ Văn Thủy rồi. Tức là nhưng mà có lẽ còn nhỏ rồi tập nhiều quá rồi đau tay, đau đó với phần đại học văn hóa nữa, thành ra bỏ dở, bỏ dở cái phần nhạc đó. Hình như chú cũng có một thời gian học nhạc sĩ Lâm Tuyền phải không chú? Thì cái đó là sau thời gian là tôi đi biểu diễn ảo thuật, 1960 đó tôi diễn ảo thuật nổi tiếng rồi tôi đi show cho Lâm Tuyền, Lâm Tuyền là cái ban nhạc chuyên môn để biểu diễn, thì tôi là diễn một tiết mục ảo thuật trong đó, nhưng mà thì trong cái ban nhạc đó có Tùng Phương, người ta có nhiều người lắm, đánh trống này kia, thì mình cũng không có máu nhạc mà, vô rồi tập này cũng chơi cũng đánh trống cũng đánh bass cũng đánh người ta, thì nhạc sĩ Lâm Tuyền thấy có cái khiếu đó, nhạc sĩ Lâm Tuyền cũng biểu thôi tới Lâm Tuyền dạy cho miễn phí. Thế tôi thì tôi thứ nhất là nó hơi làm biếng, mình nhớ là hồi nhỏ mình tập bấm đàn mandolin nó đau tay lắm, làm biếng nói tôi không có đàn, không được. Ông kêu lại tới nhà dạy miễn phí tặng thêm cái đàn. Trời ơi, thành ra lúc đó là thỉnh thoảng là ghé lại học rồi thì mỗi lần ban nhạc đi show mà trong khi chờ đợi khách quà tấu, quà tấu mà trước khi biểu diễn đó, thì là thỉnh thoảng thì tôi cho tôi ngồi bánh guitar, có khi lại ra ngồi bánh trống, thành ra biết thêm được cái nhiều nhạc cụ. Còn tới điểm chính của mình là bắt đầu chương trình thì ban nhạc thực thụ nó đã biểu diễn. Biểu diễn thì tôi là chỉ biểu diễn tiết mục ảo thuật thôi. Lúc nãy nghe chú nói là có ảo thuật, là vậy chú bén duyên với ảo thuật lúc năm nào? Ảo thuật thì 1959 á, năm khoảng 14 tuổi đó. Em 14, 15 tuổi là tôi đã học, tôi biết ảo thuật rồi. Tới năm 16 tuổi, 1960 thì tôi diễn ảo thuật đầu tiên cho đoàn Kim Cương á, ngay cái rạp Aristo, cái đại hội Kim Cương. Thì rạp Aristo bây giờ là New World. Thì tôi diễn là nổi tiếng liền. Rồi sau đó đi diễn thì báo chí, diễn nhiều cái báo chí khen thưởng đặt cho là
danh hiệu là thần đồng ảo thuật Việt Nam. Ừ, tại vì hồi đó là ảo thuật toàn là người lớn tuổi, chứ không mà chưa có nhỏ nhỏ. Mà cái nhỏ đều, thứ nhất là cái tay mình nhỏ nó giấu đồ cũng khó, mà khi mà diễn toàn tiết mục của người lớn là nổi tiếng ngay. Thành ra trong lúc đó thì mỗi đêm là tôi phải đi, tôi đi diễn đêm diễn một hai nơi, nó diễn cho phụ diễn cho cái rạp hát. Rạp hát nó có cái phim, nó chiếu phim hồi xưa, chiếu phim thì nó nhập về đây có một bộ phim thôi. Mà nó phải chạy 5-10 rạp. Thành ra cái cuộn phim đầu tiên đây nó chiếu. Thì nó chiếu trong khi nó chờ cái phim của cái rạp khác chạy tới. Thì nó biểu diễn ảo thuật. Biểu diễn ảo thuật có ca nhạc nữa, chương trình khoảng chừng 30 phút, có nhiều ca sĩ, thí dụ như Thái Thanh hay là Băng Ngọc Ga, Thanh Long hoặc là cô Thanh Thúy. Có cái múa. Thì trang vô cái ảo thuật đó. Thì trong vòng 30 phút. Thì xong đó thì trong khi chờ đợi phim tới thì mỗi đêm có thể tôi diễn 2-3 rạp như vậy. Mình diễn đây xong mình chạy bên kia để gọi ăn đắt để chờ phim. Đó. Rồi sau đó là đi diễn thêm phòng trà chung với lại Cao Thái hồi thời đó là nổi tiếng, gần như là số 1, giọng container số 1 Cao Thái. Vậy thì thưa chú, lúc đó thì chú đi làm ảo thuật thì chú lấy tên gì, có Bảo Thu chưa? Không, là ảo thuật là giữ Nguyễn Khuyến, là tên thật là Nguyễn Trung Khuyến. Nguyễn Khuyến thôi. Dầm nhớ tới nhà thơ. Chưa có tên Bảo Thu. Thì lúc 60 là chú đi diễn ảo thuật, là chú cũng được diễn khắp các đoàn. Vậy tới năm mấy chú mới được những cái giải thưởng danh giá? Thì tới 61 thì tại vì tôi học ảo thuật đó, đầu tiên thì do ông nội tôi chỉ, là ông nội tôi là không phải là ảo thuật gia. Nhưng mà ông nội tôi là thầy giáo dạy pháp văn. Là hiệu trưởng trường Bình Dương Đinh hồi thời xưa đó. Ông là thi sĩ. Là nhà báo, nhà văn. Thì ông dịch sách Pháp ở Damas Amanas cho tôi học ảo thuật, tập ảo thuật. Thì tôi diễn. Thì sau đó mới liên hệ với lại bên cái hội ảo thuật bên Pháp. Cái gia nhập thì 1961. Được bên đó cho gia nhập tới với lại cái chức danh là ảo thuật gia tập sự. Thì qua 1962 thì mới được công nhận là chuyên nghiệp. Đó. Thì sau 2 năm biểu diễn thì mình cũng phải biểu diễn cho người ta xem một hình ảnh, thì hồi đó là chưa có video, chưa có điện thoại, chưa có quay phim gì đâu. Quay phim được bằng cái máy 8 ly đó là cực lắm, mà rửa phim ra là khó khăn lắm chứ không phải dễ như bây giờ. Tư liệu thực thì cũng có, chỉ xem sách báo thôi. Mà cái động lực nào mà làm chú theo đuổi và cũng như yêu thích cái nghề ảo thuật? Thì đầu tiên là tôi đi học 13-14 tuổi đi học, tôi cũng học về cái gặp mấy ông Sơn Đông từ Hồng Kông, Trung Quốc, người qua đó, qua diễn ở ngoài đường. Thì tôi thấy có một cái ông, nó người qua, ông cầm một cái hình, ông gọi là ông tướng thầy ba. Như cái búp bê mình á, nộm ra đưa cho khách đứng xung quanh vòng tròn bãi cỏ. Đưa cho người ta kiểm tra một cái hình ông bình thường thôi. Ông tới ông bỏ ngay cái bãi cỏ. Ông đứng ra xa. Ông ra hiệu thì cái hình đó bắt đầu đứng dậy, nhảy múa. Nhảy múa trong một lúc thì ổng tới, ổng lấy cái hình đó cho người ta kiểm tra. Không có dây, không có nhợ, không có máy móc gì hết. Thì ai thấy cũng sợ vậy đó, do đó là ổng nói là ổng đã điều binh khiển tướng, âm binh đồ gì ổng điều khiển hết. Trong đó thì ổng quảng cáo thuốc ổng bán. Thí dụ như là ổng lấy dao ổng cắt cái tay ổng chảy máu. Xong cái ổng lấy miếng thuốc dán lên chứ ổng gỡ ra là lành liền. Đó. Hoặc là ổng cho lấy cây thương đâm vô cổ, bẻ cong cây thương, rồi hoặc là lấy sắt nằm xuống đất để gạch lên đập. Thời xưa là người thấy người ta sợ lắm. Là Sơn Đông mãi giỏ. Sơn Đông mãi giỏ đó. Thì tôi thấy vậy tôi mới về tôi hỏi ông nội tôi. Ông nội tôi mới giải thích. Nó giải thích này bây giờ thì cái đó là quá bình thường rồi. Giải thích là hồi xưa đó thì nó dùng cái sợi tóc của phụ nữ sống dài đó. Nó căng từ một đầu này qua đầu kia, có cục đá này găng thẳng để dưới đất. Thì khi nó cầm cái hình tướng, ông tướng nó làm bằng cái mốt, bằng cái xốp mà hồi đó là không có mốt xốp như bây giờ đâu. Là cái nút chai đó. Nút chai rất là nhẹ. Người ta đội cái ruột bằng á. Tạo hình ông tướng xong để ngay đó.
đứng lại xa, đứng lại xa điều khiển thì nó có lúc thì nó đứng, nó nhịp cái chân nó thì nó chỉ đại cần đạp lên chỉ thôi, sợi tóc thôi, hoặc là có người giật thì sợi tóc đó nằm trong cỏ thì không ai thấy được đâu. Khi nó giật thì giật cái nhảy múa rồi nó đứng như là loạn xạ theo cái giật cái dây thôi. Đến lúc mà đứng lên thì cái ông thầy đó ông lợi ông cầm tướng đã đưa ta coi, không có máy móc, không có dây chỉ dây nhợ gì hết, người ta sợ. Thì ông nội tôi chỉ vậy, tôi bắt đầu tôi đam mê cái quyền bí. Thì tôi hỏi ông nội tôi mới mua, mỗi một tháng có cái cuốn Almanac của Pháp á. Nhảy trong đó là một tháng nó dạy chừng vài trò thuật không, nó đủ thứ chuyện trong đó, cũng như cuốn từ điển vậy mà. Thì ông chỉ tôi mới dịch theo cái tôi tập. Thì hồi nhỏ tôi học trường Pháp. Hồi tiểu học và học tiểu Pháp tới hết cái bắt đầu vô tiểu học á. Tiểu học mà hồi xưa là lớp nhất, bây giờ hình như nó năm sáu vậy, tôi mới bắt đầu học tiếng Việt. Thành ra cái vốn chữ Pháp tôi có đọc, tôi có hiểu được tiếng Pháp. Thành ra do đó là sau đó tôi học bằng sách Pháp, mà rồi ông nội chỉ thêm. Ông nội chỉ thêm là ông nội chỉ là không có biết, không có khéo tay, không gì hết á, chỉ biết là dịch. Cái nào tôi không hiểu thì dịch giải thích cho tôi rồi tôi tự tập. Vậy thì bên cạnh lúc đó là chú đã sáng tác chưa trong thời gian ảo thuật? Chưa, lúc đó là chưa có dính líu gì về nhạc hết. Chỉ là lo ảo thuật thôi. Đó, ảo thuật không thôi. Suốt thời gian đó tới 20 tuổi lần. Vậy thì bài hát đầu tiên của chú là bài gì? Bài hát đầu tiên là cái bài Ước Vọng Tương Phùng. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Trong thời gian là tôi đi diễn ảo thuật, tôi diễn tôi cũng đi chơi chung với cái nhóm ca nhạc tôi ảo thuật, nhưng mà tôi biết nhạc, nên thỉnh thoảng đài phát thanh mà thiếu người tôi cũng lên, có khi tôi đánh trống, hoặc có khi tôi đệm guitar phụ trong đài phát thanh. Thì mới gặp quen nhạc sĩ Nguyễn Đức, Tùng Lâm, mọi thứ. Thì tôi rảnh chủ nhật là tôi vô phụ Nguyễn Đức, dạy chung với Nguyễn Đức, giật cho mấy em thiếu nhi nhỏ nhỏ về ca hát, rồi phụ với Tùng Lâm. Hãy rảnh là phụ, mà cái máu văn nghệ thích vậy, chứ nghề nghiệp thì đi biểu ngôi thật. Đó thì tình cờ có một cô học trò của Nguyễn Đức á, cho tôi một cái bài thơ, đưa cho tôi một bài thơ. Tôi về tôi thấy cái đó, tôi tự nhiên tôi hứng tôi phổ nhạc thử coi sao. Không hẳn là không phải là bộ nhạc, mà lấy cái ý nó viết hình được bản nhạc. Cái tựa đề là Ước Vọng Tương Phùng. Thì khi tôi viết bản nhạc đó ra, thì lúc đó thật sự lúc đó thì là tôi cũng vô trong quân đội, trong cái văn nghệ trong quân đội nè. Thì tôi mới viết xong tôi gửi lên đài phát thanh quân đội chơi thôi. Tức là cái ý đồ mình là muốn gửi để cho có ai hát thì hát để mình nghe thử làm sao. Chứ đó đâu có cái phương tiện mà thâu nhạc hay làm gì như bây giờ đâu. Thì khi mà đưa bản nhạc lên thì cũng lâu ngày quên. Quên nó, bữa đó gặp cái đang ngồi cái ông thượng sĩ mình tâm diễn đi ngang đi khuyến có gửi bản nhạc rồi dự thi gì không. Tôi nói tôi không có dự thi, tôi gửi lên đài phát thanh để hát thôi. Nói bên đài phát thanh đọc sáng nay là tôi nghe nói Nguyễn Trung Khuyến là lên nhận cái giải khuyến khích của cái bài Ước Vọng Tương Phùng. Lúc đó vẫn chưa có tên Bảo Thu luôn. Chưa biết, chưa có Bảo Thu. Tôi mới lên tôi nhận. Về cái mình cảm thấy mình phấn khởi. Tự nhiên là giết bả chơi mà được giải thưởng mà được lãnh tiền nữa. Xong cái về thì trong lúc đó thì tôi đi biểu diễn chung về ảo thuật thôi. Với cái ban nhạc Blue Star, ban nhạc nữ, trong đó có Xuân Thu, ca sĩ Xuân Thu. Lúc đó ban nhạc đó có 15-16 tuổi à. Nhạc nữ thì thường đi tới chơi với lại gia đình Xuân Thu, rồi có Xuân Thu có hai đứa em, đứa tên Thắng, đứa tên Thông. Thì nó cũng tập ban nhạc, đứa trống đứa đờn tập cho chị nó hát này kia. Thì tôi tới thỉnh thoảng tôi giật cho Xuân Thu hát.
thì khoe cái bài đó ra thì mẹ của Xuân Thu là Xuân Cúc đó, yeah, thấy vậy mới làm bài thơ, làm bài thơ để đối lại cái cứu giận Tân Phùng đó, yeah, để tên là Cánh Thư Chiến Tuyến, yeah, viết về người lính đối lại cái bài đó, yeah. Thì cái biểu tôi thôi giờ in cái bài đó ra đi, in cái cứu giận Tân Phùng, xong rồi in cái Cánh Thư Chiến Tuyến luôn, yeah. Thì tôi nói cũng được, đang nghĩ nghĩ tin thì bà nói là có cần gì vấn đề tài chính gì người ta giúp cho, giúp cho để in phổ biến, yeah. Thì tôi về cái mấy người nói bây giờ không lẽ nhạc sĩ mà để tên Nguyễn Trung Khuyến thì nó nghe có nó khô quá, yeah. Thì bàn tới bàn lui thì mẹ của Xuân Thu cũng như là tôi đi diễn ở Đà Lạt á, tôi có quen với lại mấy cô nữ sinh ở Đà Lạt á, cô, yeah, tên Thu, cô tên Bảo, rồi đến đây là Xuân Thu nữa, yeah, thành ra gốc này bà Cúc á, yeah, Xuân Cúc á, bà mới nói giới thiệu, bà mới nói bà đề nghị ông ghép cái chữ lại đi, là cháu ghép mấy chữ lại, tôi nói thôi để chữ Bảo Thu, tôi hỏi với cái người này kia Bảo Thu được không, thì có mấy người đó hồi chữ Bảo Thu nghe có vẻ nó tình cảm lãng mạn hơn là cái bài cái tên Nguyễn Trung Khuyến, dạ, yeah, vâng. Thì tôi in cái bài Ước Vọng Từng Vùng ra, yeah, cái tên Bảo Thu, à, thì ra là cũng không thắng lợi, như hồi đó là không có tiền in tibo mà, yeah, in ra rồi nó lem lút, nó không đẹp gì hết á, yeah. Rồi qua cái Cánh Thư Chứng Tiếng cũng không có cái gì là đặc sắc, không có bán, cũng không có ít người biết lắm, yeah. Nhưng mà không có nản, yeah, chứ từ từ mới viết thêm cái bài nữa là cái bài Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn, à, Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn, đó. Yeah. Lúc đó thì nhưng mà tôi viết bài đó thì tôi cũng có chưa in, thì trong thời gian đó thì tôi có hợp tác với Mạc Thế Nhân, yeah, viết cái bài Một Lời Cho Em, một thì cái bài đó em là cũng là lính, yeah, lính kế tiếp cái Cánh Thư Chiến Tuyến kia đó, yeah. Thì khi đó ra cũng bài đó cũng không chưa thành công, à. Cái tới Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn một mình ra là viết Boston, yeah. Boston thì cái lúc đó thì cũng dàn hát, lúc đó cái bài này thì cũng có lẽ thu thâu, yeah. Nhưng mà Boston thì thời điểm nó khó hát nên cũng không có thành công lắm. Dạ, vâng. Đó. Thì tiếp theo là tôi lại hợp tác với Mạc Thế Nhân với cái bài Tôi Thương Tiếng Hát Học Trò. Ừ. Cái bài cũng có lính. Dạ. Vì thời đó tôi quân đội mà. Đó. Thì sau đó đó thì tôi mới viết, tự nhiên là từ cái ý tưởng Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn, từ cái Ước Vọng Tương Phùng. Dạ. Cái tôi mới cũng có một cái chuyện tình nó hơi lâm ly không, lãng mạn chút, lãng mạn, cái lấy ý tưởng viết luôn giọng ca với bạn, à, viết giọng ca với bạn ra thì bắt đầu hát, yeah, bắt đầu hát người này hát người kia hát chơi này kia đó, ừ. Lúc đó thì chỉ gọi là in Romeo á, chứ chưa để có phát cho đài phát thanh đâu, phải không, chưa thì người đi hát chỗ này hát chỗ kia chơi, dạ, yeah. Thì gửi cho ca sĩ này kia, ta hát, ta gặp cái dịp đâu ta hát, yeah. Hát thì có nhiều nhạc sĩ nói cái này ý tưởng này đâu có gì đâu lạ, à, một người thầy, một người đàn dạy cho học trò hát, rồi hai người có cảm tình với nhau rồi không đi đến được chia tay thì cái chuyện này ai cũng biết, yeah. Thì cũng có người lại bên tôi mà nói cái chuyện ai cũng biết nhưng mà chưa có ai viết hết, không ai viết thành nhạc hết, đúng. Mà bây giờ ông này viết thành nhạc thì tôi nghĩ là có thể sẽ đúng tâm lý của nhiều người. Cứ mỗi lần em buông tiếng hát thì anh tay phím nắn nốt cùng tương nhịp nhật khoán, anh du hồn theo tiếng tơ nhẹ dù lời ca em thăng trầm theo từng lúc, và rồi hờn yêu em khi nào em hát sai, em uống niệu cười nói sai là tại anh. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.
thì cũng mấy ca sĩ nó thấy cái bài thích hợp, tự động lên đài phát thanh hát, người này hát thì kia hát, hát nhiều bắt đầu ở tỉnh, ở chỗ này người ta nghe người ta biết, hỏi lên nhà xuất bản, hỏi cái bài giọng cả với bản có in chưa, thì lúc đó là tôi chưa có ý định gì nhiều, thành ra thấy nó hỏi quá thì mình cũng phải làm để cho có chứ mình mấy cái bài kia không hẳn thất bại nhưng mà cũng bán dừng vài ngàn bài nên bán cho nó cho có thôi, đừng hỏi sao tôi buồn thì là cũng được cũng cả chục ngàn bài, còn mấy bài kia thì 3-4 ngàn thôi. Thì tới cái giọng ca như bạn tôi bắt đầu in. Cái đầu tiên là nhờ họa sĩ Sĩ Tâm đi chơi đó vẽ cái bìa, vẽ bìa bằng nét vẽ thường để in tibo, in tibo thì in 3 ngàn thì rẻ, 3 ngàn thì ra thì nhà xuất bản thì nó phát hành cái là hết à, mà bây giờ nó có bông ở tỉnh gửi lên nữa, nó muốn mua nó nữa, thì ra tôi in, thì khi tôi đặt in 3 ngàn thì riêng 3 ngàn thì cái giá in nó khác, nếu mà in 5 ngàn thì giá in nó sẽ nhẹ hơn, thì mình sẽ lời nhiều hơn, thì đang định in 3 ngàn thì là mình ra mình chào mấy nhà xuất bản Minh Phát, Duyên Hồng, Tinh Hoa này kia đó, mình nó có bài đó vậy đó, thì ở đây có lấy để phát hành không, nhưng mà tôi không có vốn thì tôi đề nghị là khi tôi giao ra thì trả cho tôi trước một nữa, thì tôi hỏi tôi in nhiêu, tôi nói in 3 ngàn đấy, rồi bên Duyên Hồng nói em in 3 ngàn ra chị trả hết cho, tại vì có số bông rồi, còn nếu mà em in luôn 5 ngàn đi, thì ra chị trả tiền cho 3 ngàn bài, in xong đem ra 5 ngàn, thì trong khi đó bán 5 ngàn đó thì nhanh lắm, sắp hết thì bên nhà xuất bản Duyên Hồng mới gọi lên in tiếp đi, cái mình thấy in cái kiểu tibo đó nó xấu đẹp mà in bao nhiêu, bảo nói là bây giờ in từ 5 ngàn đó lên, đó với chị chơi thì cứ in 10 ngàn, còn không là 5 ngàn, 5 ngàn đây cũng trả trước 3 ngàn bài, bây giờ thì cái tiền kia 5 ngàn đó thanh toán hết rồi, viết điểm rồi, thì tôi in, tôi mới lấy cái hình của Kim Loan, tôi cho nhà họa sĩ vẽ hình Kim Loan làm cái bìa, cái bìa in offset đầu tiên là 5 ngàn, thì trong khi lên đang lên khuôn để chạy máy đó, thì ở ngoài Duyên Hồng biểu là chạy luôn 10 ngàn đi, ra là khán giả mua trả trước cho 5 ngàn, trả hết tiền cho 5 ngàn, còn 5 ngàn để đó hãy bán được thì bán từ từ thì sẽ trả từ từ tiếp, nhưng mà chắc chắn là phải là sẽ trả 10 ngàn nhưng mà trả chậm thôi. Thì tôi in 10 ngàn, in 10 ngàn đem giao thì giao cho Duyên Hồng, thì trong khi đó nó là nhà xuất bản tin qua của ông Lê Mộng Bảo, nhà sĩ Mộng Bảo, ông kêu ông nói thôi bây giờ Duyên Hồng nó biểu in 10 ngàn đó, thì em in cho anh 5 ngàn được không, nói 5 ngàn thì cũng được vậy, nhưng mà rồi xong cái thì trong khi đó mình báo với Duyên Hồng nói bây giờ lúc đó chưa có ai đọc quyền mình mà, Duyên Hồng nói là ông kia ông đòi in 5 ngàn hả, thôi bây giờ đem 10 ngàn ra đây chỉ trả tiền hết 10 ngàn luôn, đừng in với ổng. Cái mình xuống mình nói với ổng, nói bây giờ bên kia người ta trả tiền hết, người ta nói in cho người ta in 10 ngàn, chứ còn bây giờ biểu tôi đừng có in cho ông, thì tính sao ông nói thôi anh em mình chổi với nhau, em in 10 ngàn em xuống anh trả tiền hết cho. Không bao nhiêu ngày cái tôi lên, tôi ra nhà in, tôi nói in cho tôi 20 ngàn, giao người này 10 ngàn, người kia 10 ngàn, thì trong khi đó là chưa có giao ra tin qua, chưa có giao cho bên đây rằng mới nhà in thôi, thì bà Duyên Hồng mới kêu lên, bà nói là sao rồi, in nhiêu rồi, rồi nghe nói nhà in nó báo là em in 20 ngàn bài phải không, chị đặt có 10 ngàn mà, chị thông cảm là tại vì hứa với ông Lê Mộng Bảo thì tôi cho ông 10 ngàn, cái bà nói cho 10 ngàn này thôi nha, bây giờ đem 10 ngàn ra cho chị trả tiền hết 10 ngàn, cho chị ký độc quyền, ký độc quyền luôn, độc quyền bài này, nghĩa là in bao nhiêu
là trả tiền đủ hết. Đủ hết luôn. Dạ. Thế về mình thấy nè, nói độc quyền như vậy thì tôi có lợi gì? Phải nói là bây giờ á, cái bài này là trị giá bán ra bán tờ lẻ là 20 đồng một bài. 20 đồng một tờ. 20 đồng một bài. Yeah. Nhưng mà mình giao có 14 thôi. Ừ. Nhà xuất bản ăn 6. Dạ. Yeah. Mình in vốn á, in vốn mà in thường in tibo thì khoảng 2 đồng mấy 3 đồng à. Dạ. Yeah. Thì mình lời một bản thì khoảng 11 đồng, 10 đến 11 đồng. Tiền này tiền kia. Còn cái nếp set thì nó mắc hơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái số lượng đẹp thì số lượng sẽ bán chạy hơn. Yeah. Rồi bạn nói bây giờ á, chị ứng trước cho em là tiền 50.000 bài. 50.000 bài. Wow. Tiền ứng trước 50.000 bài. Ừ. Cứ in từ từ giao, tới đầu trừ tới đó. Ừ. Độc quyền. Cái tôi mới nói là vậy thì in đúng 50.000 bài đi. Hay trước sau vậy cũng lấy à, lợi nhà in thì mình in càng nhiều thì tiền in nó càng rẻ lại. Dạ. Yeah. Người ta tôi in 50.000 bài. Wow. Thì tôi giao cho binh tinh qua 10.000. Dạ. Yeah. Cái tôi báo cho tinh qua biết là chỉ có 10.000 này thôi nha, tại vì ký độc quyền với bên kia rồi. Bên kia lấy một lần 50.000 bài đó. Đúng rồi. Thế xong cái thì ông nói thôi. Ông bảo nữa chịu thua. Thì giờ từ từ bán hết 10.000 bài thôi. Yeah. Tại vì ổng mà tinh qua mà xuống lấy của Duyên Hồng á, yeah, thì rẻ lắm. Duyên Hồng phải tính 17 tới 18. Đúng. Người ta phải ăn 1-2 like. Yeah. Chứ không có để không có để mà sát giá 16 được. Dạ. Yeah. Thì thôi chịu chứ vốn liếng đâu có làm đó. Dạ. Yeah. Thì lúc đó thì hãng Duyên Hồng ký độc quyền. Dạ. Yeah. Bỏ thu. Xong cái tôi mới nói là bây giờ tôi ra nhà xuất bản, tôi làm nhà xuất bản. À. Thì tôi in nhạc của mấy người khác luôn. Dạ. Yeah. Thì Duyên Hồng nói vậy thì chị ký độc quyền với nhà xuất bản Tiếng Ca Thời Đại luôn, chứ không phải ký nhạc mình, nhạc Bảo Thu nữa. Nhạc nào Bảo Thu in ra giá chót, bài lạ chưa ai biết. Khi in ra 3.000 bài, từ 3 tới 5.000 trả tiền liền. Không cần biết bài đó hay dở, bài bán không được của tác giả khác bán được cũng trả tiền. Đó. Thì mình thấy hướng rồi, ứng tiền nữa thì tôi về, tôi mới lấy tiền tôi mua máy móc, tôi làm phòng thâu. Có phòng thâu âm luôn. Phòng thâu âm luôn. Yeah. Thì trong lúc đó thì cái giọng ca dĩ vãng nó đang đà thắng. Yeah. Đang đà thắng vậy thì tới cái qua cái bài Thương Ca Mùa Hạ. Thì lúc đó thì thấy Thanh Sơn viết cái bài Hạ Buồn bán ra cũng không có thắng. Tôi viết một bài Hè đưa ra thì Mạc Thế Nhân mấy người kia nói mày viết nhạc Hè không bằng Thanh Sơn. Thanh Sơn là nổi cái nỗi buồn của Phượng ở chỗ của Ngàn Lê Mùa Bài Ca chứ không phải bên mình. Mà Hạ Buồn mà là bán cho nhà xuất bản mình là bán không có chạy lắm. Thì hợp tác với Thanh Sơn đi. Hợp tác Thanh Sơn cái bài Thương Ca Mùa Hạ, Bảo Thu Thanh Sơn tới, tức là tôi viết bài xong đưa Thanh Sơn coi, Thanh Sơn mới góp ý sửa nhạc sửa lời, rồi hai người góp ý qua góp lại thì cuối cùng ra cái Thương Ca Mùa Hạ hợp soạn giữa hai người. Giữa sẵn hai người mới tung ra cũng bình thường. Sau từ từ nó thấm cái đó. Nó chạy thì cũng vài chục ngàn bài thôi chứ chưa có mạnh lắm. Dù vì đây tâm hơn xuyên sao, nhắc đến việc đi thương cảm nỗi sầu, tim vẽ nức nở chan chứa, sân trường còn lại hai đứa cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn. Ngoài trời phượng rơi trong lòng vẫn vương, nhớ những bạn thân chung một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi một tà áo tím, dù xa nhau nhớ đừng lãng quên. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.
Nhưng mà trở lại với cái bài mà giọng ca Dĩ Vãng, con thấy có cái hình bìa của cô Xuân Thu nữa. Không, cái đó là khi mà qua cái mức mà mấy chục ngàn bài rồi đó thì là cái ông có ông họa sĩ là tôi cũng có định hình thì tên Phi Long gì đó. Tự nhiên ông thấy cái hình của Xuân Thu đâu, tôi cũng đưa hình ông, nói đưa mượn coi, ông coi hình Xuân, nói cái hình này vẽ ra là đẹp. Ông xin tôi cái hình đó. Ông vẽ, ông vẽ ra thì ông cũng làm trong cái nhà in đó. Vẽ ra ông nói ra cái bìa này là ăn khách hơn. Thế thì ông mới làm cái ông soạn lại bình in, ông nói là từ sau cái 50.000 bài này đó là in hình Xuân Thu. Mà bán chạy được thì coi như là nếu mà tính tỏ tính từ cái ngày mà phát hành là khoảng 1966 vậy đó, tới 75 tức là khoảng 10 năm đó, thì bán được gần 1 triệu bản. Wow, với giọng ca Dĩ Vãng. Giọng ca Dĩ Vãng không, gần 1 triệu bản. Wow. Thì nếu Xuân này Vân Anh thì được khoảng chừng hơn khoảng 100-200 bài. Anh nếu Xuân này Vân Anh là sau nữa kìa. Tính cho tôi một lần thì được khoảng chừng 300-400 ngàn. Đúng rồi. Như chú nói là cái hình ảnh của cô Xuân Thu mà trên cái bìa nhạc giọng ca Dĩ Vãng đó thì được rất nhiều người yêu thích. Và cô Xuân Thu, gia đình của cô Xuân Thu cũng là một trong những chỗ quen biết với chú. Thì nhân cái màn ảnh này chắc cô cũng đã xem và cũng sẽ gợi lại rất nhiều những kỷ niệm ngày xưa. Vậy thì bài hát giọng ca Dĩ Vãng, giọng ca Dĩ Vãng đó là ai thưa chú? Bây giờ thì cũng cũng nhiều người biết rồi, nhưng mà mình cũng không nên tiết lộ nhiều cho một người. Một người mà đã gợi ý cho tôi để tôi viết nhạc là Ước Vọng Thương Phùng đó. Cái người đó, chính cái người đó là làm cho tôi có cái cảm hứng mà tôi sáng tác nhạc. Sáng tác nhạc bài đầu tiên không thành công, nhưng mà từ đó mới ra về sau. Sau nó nổi tiếng lên. Thì cái sau này đó thì tôi mới khi đó là tôi cũng bạn bè mới nói nè, mày thành công quá, nhạc sĩ là thành công, tiền tài đủ mọi thứ trơn, xong không có kiếm vợ cho rồi đi, cũng lớn rồi. Em 89 tuổi rồi. Tôi nghĩ tôi nói thì để tôi tính, tôi mới viết cái bài cho tôi được một lần. Cho tôi một lần làm. Lúc đó đang chiến tranh mà mình mơ ước cho tôi được một lần nhìn qua răng đầu ngõ, tức là đám cưới. Một lần cày qua đỏ lên tim, tức là chú rể. Chú rể. Một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tầm với, ngọt tiếng nói thương môi. Đó, tức là mình mơ ước có một cái đám cưới. Rồi ở giữa thì mơ ước có hòa bình. Em thôi im tiếng súng. Nàng chim trắng bay. Ngày đó được nghe súng yêu hơi. Đó thì khi tôi viết cái bài đó ra lại thắng lợi. Mà một cái hy hữu là khi mà hãng Dĩ Việt Nam có thắng lợi bài giọng ca Dĩ Vãng đó, thì hãng Dĩ Việt Nam mới mời xuống đi ký hợp đồng độc quyền. Không phải độc quyền cái bài giọng ca Dĩ Vãng. Tại vì giọng ca Dĩ Vãng là hãng Dĩ Sơn Ca của Nguyễn Đông là ký hợp đồng để thâu độc quyền bài nó, đưa giao Linh thâu. Thì cái ra dĩa đó thì nó mới nổi. Nó nổi bán dĩa bán chạy và nhạc bán chạy nữa. Thì hãng Dĩ Việt Nam mới gọi xuống mà ký độc quyền cái tên Mão Thu. Hỏi có nhạc gì. Thì tôi mới đưa cái bài cho tôi được một lần ra. Thì hỏi bây giờ muốn ca sĩ nào. Thì mình nghĩ là cái nhạc mình là chưa có nổi tiếng gì nhiều, thì phải lựa cái người ca nổi tiếng để ăn theo. Tôi nói tôi đây mà tôi hồi đó tôi thích giọng ca Lệ Thu. Tôi nói Lệ Thu đã từng hát, đừng hỏi mình sao tôi buồn của tôi rồi. Thì không thành công. Tôi nói là cho Lệ Thu thâu. Thâu lại phải đó. Hãng Dĩ Việt Nam, giờ anh Nam mới nói Bảo Thu có lầm không? Chứ còn Lệ Thu là chuyên hát nhạc buồn. Xì lô bó tông. Chưa bao giờ hát nhạc vui, mà đây là bolero. Mà lúc đó là bolero tôi kiểu răng go, kiểu cái bồi ngựa chạy đó. Thì làm sao mà Lệ Thu hát được. Tôi nói để Lệ Thu thâu đi. Thất bại tôi chịu trách nhiệm. Mạnh dạng mà nói. Rồi hỏi muốn dàn nhạc nào, tôi nói dàn nhạc Văn Phụng. Đa số là bài của tôi Văn Phụng thâu. Thì tôi mới góp, tôi nói Văn Phụng là tôi thích á, là cái kiểu ngựa chạy. Tiếng ngựa. Thì Văn Phụng làm. Lệ Thu thâu.
cho tôi được một lần nhìn qua dòng đầu ngõ. Một lần cái hoa đó lên đi, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tâm với ngọt tiếng nói tha hương. Cho tôi được một lần nhìn trong soi trọn tôi, một lần nhìn mây nhớ quên trời, một lần chờ thương yêu ngàn lối, niềm tin ta về tới người sáng trên hương đồi. Trong lúc đó hãng dĩa Việt Nam ký độc quyền với tên Bảo Thu, yeah. Tại do đó mới phát sinh ra có cái tên Tràng Anh Mai. À. Là tại vì độc quyền với chữ tên Bảo Thu với hãng dĩa Việt Nam thì mấy lúc đó thì có mấy hãng khác. Do thì cũng có cái hãng gì đó tôi cũng quên, là do nhạc sĩ Mạc Thiên Nhân biên tập, yeah. Thì muốn mua nhạc tôi để ra dĩa, yeah. Nhưng mà tôi nói Việt Nam ký độc quyền rồi tôi đâu ra được. Yeah. Thì bác Nhân nói đổi tên. Đổi tên gì? Tôi nói đổi tên nó biết ăn không? À. Nhưng mà hãng dĩa chịu hay không? Ừ. Trang dĩa mới đó, hãng gì thì trí âm gì đó. Dạ. Nói là miễn là Bảo Thu viết. Dạ. Tên khác cũng được. Ừ. Thì tôi cũng nói chuyện với hãng dĩa Việt Nam để nhiều khi người ta thương mình sao? À, chú cũng nói chuyện đàng hoàng. Tôi nói là bây giờ đó thì cái chỗ bạn bè người ta muốn tôi đưa một hai bài. Dạ vâng. Cho người ta thâu. Ừ. Mà độc quyền dưới đây rồi, độc quyền tên Bảo Thu rồi, bây giờ tôi viết, tôi ký tên khác, được không? Thì anh Việt Nam mới nói, tại Bảo Thu thật tình mà nói, mà hỏi, chứ còn không hỏi thì không ai bắt bẻ gì đâu, tại vì đâu phải ký tên Bảo Thu đâu. Đúng. Thì muốn ký tên gì đó ký, đừng để Bảo Thu nó thôi. À. Thế sao tôi mới viết đó, tôi mới ký Trần Anh Mai. Dạ. Thành ra cái bài mà viết chung tôi thương thế học trò chung với lại Mạc Thiên Nhân ký tên Trần Anh Mai là bài đầu tiên, là bài đầu tiên. Rồi sau đó những cái bài của tôi một mình tôi, là ví dụ như là Lính Về Tình Yêu, Xuân Trong Đường Thẳm, Xuân Đường Thẳm Tam Ca Sa Băng Thâu đó, thì để tên Trần Anh Mai. Lính Về Tình Yêu thì Jimmy đang có cái tờ nhạc gốc đây. Từ trước năm 75 có tên là Bảo Thu và Trần Anh Mai. Thì cái về cái in tên bìa đó, thì không có độc quyền cái tên, độc quyền chỉ dĩa thôi, thành ra tên Bảo Thu độc quyền với hãng dĩa Việt Nam, còn in trên bìa không thành vấn đề, cũng dễ dàng cho chú quá, thì lúc đó để là trên bìa thì để thêm Bảo Thu Trịnh Mai, nhưng mà trên dĩa hát của cái hãng khác á, thì không được để chữ Bảo Thu vô. Cái tên Trần Anh Mai thì còn rất ấn tượng với bài Xuân Trong Rừng Thẳm đó. Xuân Trong Rừng Thẳm với Lính Tình Yêu là loại nhạc vui đó. Xuân Đình Thẩm thì làm cho cha, Lính Tình Yêu thì là lúc đó là cũng như là Trish ở Google vậy đó, thì nó vui. Theo cánh quân tôi băng rừng, băng rừng qua chi quạt kia, đàn em nhơn nhơ đầu gió. Cành mai thắm chân bước quân đi ô, chúa xuân lên tìm tròn ra cho thế nhân xây mộng thắm. Nghe bước xuân đi trong hồn, chạy lòng nhớ đến xuân miền xa. Thành đô đó có giang xuân vui như vắng anh biết xuân còn vui không, ơi ai đang chờ mong xuân sang xuân. Rồi sau này đó là cái đà đó là hãy tôi viết nhạc nhạc mà có dính gì lính đó, là cái tên Trần Mai. Trần Anh Mai đây là từ đâu mà có cái tên đó chứ? Trần Anh Mai là viết tắt từ cái chữ T, chữ A với M, tức là tâm. Mà tôi là có duyên với những người tên Tâm thì cuối cùng bây giờ sau này bà xã tôi cũng tên Tâm. Thì khi tôi viết cái bài cho tôi được một lần đó thì bao nhiêu người hỏi bài này viết cho ai. Thì tôi nói là tôi cũng chưa biết giờ viết cho ai nữa, tôi mơ ước như vậy. Thì để tôi kiếm người tôi tặng thì mới nói được. Thì lúc đó là tôi mới đem bản nhạc lại tôi đưa cho Thanh Tâm. Thanh Tâm lúc đó là cũng có cái thời gian là học nhạc của tôi. Rồi xong đó là Thanh Tâm tôi mới vợt Thanh Tâm hát chung với Trái Linh. Thì nổi tiếng lên cái tôi mới cầm bản nhạc là tôi nói bây giờ á tôi đưa cái bài cho tôi được một lần, tôi nói đây là nói riêng Thanh Tâm biết thôi chứ không có ai
hoàn toàn giấu tới tới giờ này là không phải viết cho thương tâm. Viết chung chung là lúc mơ ước có vợ cưới, mơ ước có hòa bình. Thì coi như tôi làm xin lỗi tôi cầu hôn. Nếu đồng ý thì không viết bài thứ hai. Thì tôi tặng. Xong rồi đồng ý thì lúc 29 tuổi nè, 73. Dạ. 73 tôi cưới Thanh Tâm. Thanh Tâm lúc đó mới có 19 tuổi. Dạ. Lúc đó cũng vừa mới đi hát một thời gian. Mới đi hát cái nổi vừa nổi tiếng Lý Chí Linh là tôi là tôi cưới luôn rồi. Thì xong đó thì hứa với Thanh Tâm là không có biết, không cho tôi được một hai lần nữa. Một lần thôi. Một lần thôi. Mà đã để luôn. Mà cái chuyện đó là giấu luôn tới bây giờ không có nói cho ai biết hết. Chứ thật sự là không phải mình, nếu mình nói viết cho Thanh Tâm thì nhiều khi người ta nói xạo. Thanh Tâm chưa có gì hết, giờ lúc đó cũng đang đi học mà. Rồi thì mà tôi mơ ước là tôi không có nói gì tên ai trong đó nữa. Thì cuối cùng thì đến khi có Thanh Tâm tôi viết nhiều bài có cái chữ Tâm. Như bài Bó Tông này kia đó. Thì cái chữ Trần Anh Mai đó là tôi ký là có chữ Tâm. Chữ Tâm. Thì chữ ra Tâm, T. Chữ Tâm, chữ T, chữ A, chữ M. Anh Mai Trần. Phải nói là bài giọng ca Dĩ Vãng rồi cho tôi được một lần là được khán giả tới ngày hôm nay vẫn hát. Nhưng mà riêng bài cho tôi được một lần đó, nếu mà không nghe chú nói thì con cũng tưởng đâu là chú viết bài đó là mục đích chính là muốn ca ngợi hòa bình, mong một ngày hòa bình. Bởi vì trong đó được nghe tiếng súng im hơi. Thì cái chú viết bài đó là năm 73 hay không? Không, cái bài đó là viết trước mày năm biết đó, 67 chứ. 67 thôi là chú đã viết và ước vọng cho một ngày. 67. Nhưng mà khi là in mà phát hành ra đó. Là cuối năm 67. Ra cái bài đó thắng rồi mới viết cái bài Nếu Sau Này Vẫn Anh. Đó, Nếu Sau Này Vẫn Anh thì cũng là phát hành cuối năm tháng 12 67. Nhưng mà nó lọt vào mùa xuân 68. Nếu xuân thanh. Này vắng anh đây là anh nào vậy? Anh đó thì lúc đó thì nó có một cái trắc trở vậy. Khi tôi viết bài Nếu Xuân Này Anh ra đó thì xin duyệt thì bộ thông tin không cho. Hồi đó là bộ thông tin. Nói cái anh này là không được cái thời điểm này đang chiến tranh. Nếu xuân này vắng anh, nếu anh là lính Cộng Hòa thì là kêu gọi lính bỏ súng đi về hay sao? Còn nếu là anh của phía ngoài kia thì càng không được. Thì tôi giải thích là tôi viết bài này không phải anh là một người con trai, anh là tên một người con gái. Thành ra không, trong bài nhạc tôi viết chữ qua chữ anh. Mà cũng nhiều tên khác nữa. Có nhiều tên, nhiều nữ khác trong đó. Trong cái bài đó thì nhiều nữ này toàn là đàn em đi hát, đi làm chung với tôi. Đi hát chung với nhau. Trong lúc đó thì hồi đó tôi cũng giấu luôn tới bây giờ. Không có nói. Tại vì nó cũng không phải cái chuyện mình cần giấu. Nhưng mà nói ra người ta thắc mắc này thắc mắc kia, bạn bè đó nói kia đó. Thì ở trong đó thì trong đó có cái bài ví dụ như là Xuân Đã Về Anh Có Hay. Anh viết qua. Ông muốn vui mùa xuân về, nơi phương trời anh có nhớ. Chữ phương tôi viết qua. Chữ trời bình thường, chữ anh thì viết qua. Tức là nếu ai mà tinh ý đọc cái bài thì biết là viết cho người tên Phương Anh. Ca sĩ Phương Anh thời đó. Ca sĩ Phương Anh thời đó. Thì ở trong cái bài đó thì cái nhóm đi chơi chung với Phương Anh nó là có Trang Kim Yến, có Trang Thanh Lan, có này kia. Thì ở trong đó, ở giữa tôi nói là lạc bầy chim yến bay chứ không phải chim én bay. Có nhiều người hát én thì không đúng. Én thì người ta nghĩ là mùa xuân là chim én. Nhưng mà tôi viết là tôi viết yến. Yến, chim yến bay. Sau này tôi có những bài như là Nếu Em Là Loài Chim Hải Yến. Một người tên Hải, người tên Yến nữa. Đó thì tôi viết ở trong cái lòng trong cái nhạc tôi là có tên nhiều bông hoa, nhiều nữ. Để chi? Nó cứ gợi ý cho mình viết. Chứ thực tế thì có nhiều khi là không phải là có cái chuyện tình gì mà quan trọng quá hết. Đó, cũng như Nếu Xuân Này Vắng Anh thì nói bởi qua nhớ một người tên anh vậy thôi. Những chuyện đó có Thu Qua Đông Tàn. Đó. Thu Qua Đông Tàn. Nàng xuân mới sang, muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim yến bay. Mùa xuân như đông buồn. Ví dụ vậy. Mà đó. Chữ thu chú cũng viết ba qua nghĩa qua là hết. Xuân thu đó. Thì cái này đó thì khi mà tôi viết nhạc ra thì cái đó thật sự
viết bằng cái tâm hồn mình, dạ, chứ không phải viết theo đơn đặt hàng của người ta. À dạ. Rồi cái lúc mà chú lăn xê bài đó thì sao? Chú giao cho thì á, đầu tiên á là nó có một cái chuyện ra đời của bài Nước Sông Đành Vẫn Anh thì nó cũng hơi gọi là bất ngờ đột xuất lắm. Dạ. Thì cái hôm đi nhậu với anh em. Dạ. Thì nhậu gần ở chỗ cũ, gần cái chỗ mà hãng gì Việt Nam đó, thì hãng gì Việt Nam mới cho người gọi tới hỏi có nhạc Xuân không, bây giờ định ra một cái dĩa 4 bài. Dạ. Mà có 3 bài rồi, 2 bài của Phạm Duy Một Mặt, 2 bài của Bảo Thu. Dạ. Mà có 1 bài rồi, Mai Vẫn Còn Xuân rồi. Dạ. Bây giờ còn thiếu 1 bài. Ừ. Đưa gấp để ra cho kịp. Dạ. Thì hỏi có chưa thì nhậu xỉn xỉn rồi thì mình cứ nói xạo thôi. Nói có rồi, có nhà đó, vậy mai đem ra được không? Nói được. Thế tựa là gì, nói đi đây, ký hợp đồng lấy tiền luôn đi. À. Đứng hồi đó, Nếu Xuân Này Vẫn Anh. À. Cái mình đưa tiền. chưa biết gì hết, chưa được tựa. Chưa biết gì hết. Dạ. Đưa là hồi đó là coi như là 20.000 á. Dạ. 20.000 đó là tương đương với 3 lượng vàng, vàng 7.000 lượng. Dạ. Để cầm đi nhậu tiếp về. Xỉn ngủ không để gì, không nhớ gì luôn. Dạ. Sáng thức dậy thì cũng không có nhớ chuyện đó. À. Thì Quốc Dũng, nhạc sĩ Quốc Dũng đó. Dạ. Mà tới học. Ừ. Nhưng mà tới là không phải học nhạc. Tại lúc đó là nhạc sĩ Quốc Dũng học mandolin ở trường âm nhạc. Dạ. Nhưng mà tới học ảo thuật. À. Thì lại tại vì tôi dạy, tôi cũng vợt, tập vợt cho cái anh em, cho mấy em ở trong Việt Nhi của Nguyễn Đức á. Dạ. Thì có Tam Dân. Ban Tam Dân thì Tam Dân một chị đó là chị ruột của Quốc Dũng, mới giới thiệu thôi, đưa tới học ảo thuật thôi. Dạ. Lúc đó Quốc Dũng hình như cũng 11, 12 tuổi vậy đó. Dạ vâng. Học ảo thuật thì chạy dạy cái nói gì thì nhạc lên này, cái việc mình chết rồi, hứa với lại hãng Việt Nam là bữa nay có bài là đem nhạc ra. Mình nói là nhạc có sẵn nhà rồi. Dạ. Vừa dạy ảo thuật trong thời gian mà Quốc Dũng nó gọi tập thì đã viết. À. Chứ ẩu với tả với đại bây giờ có để gửi, bây giờ có tiếng hồi xong cái bài. Dạ. Xong để đó. Dạ. Là đem ra giao. Ừ. Ra giao thì cái hãng Việt Nam mới hỏi là bây giờ đề nghị ai ca bài này. Dạ. Bây giờ trong lúc đó thì ví dụ có Hương Lan, có Thu, có nhiều người lắm, nhiều nổi tiếng đó, mà mình suy nghĩ là bây giờ đưa cái niềm nít xuống này để bắt anh ra cho Hương Lan thâu. Ừ. Hay là Kim Loan hay ai đó. Dạ. Nổi tiếng mà lỡ cái bài này mình viết ẩu quá. Ừ. Nó ra nó chết tên mình thì. Dạ. Tại nhạc dở thì mình kiếm cái người nào mà yếu á. Tôi mới hỏi cô sáu, cô có ca sĩ mới nào không? À. Cô nói là có mới nè, có người mới. Dạ. Nó là học trò bởi lớn nên nó mới thi vô, nó làm sứ công viên cho đài phát thanh quân đội nè. Dạ. Bây giờ nhạc thì nó không rành lắm, nó thích ca nhưng mà muốn thì tập nó thử rồi được không? Dạ. Tôi nói được, giao tôi đi. Ừ. Tôi tập cho bảo đảm hát tốt. Dạ. Đó là Trúc Ly. À, cô ca sĩ Trúc thành Ly. Thành ra tôi mới đồng ý. Dạ. Thì hãng Việt Nam cũng muốn đưa cái người mới ra. Ừ. Chứ để ca sĩ nổi tiếng hoài, thứ nhất là cao giá. Ừ. Thứ hai là nó không có cái gì đổi mới nữa. Ừ. Mà nhạc xuân mà đâu phải là nhạc trường kỳ đâu, nhạc xuân thì ra cái mùa xuân rồi hết. Dạ. Tôi tới tôi giật cho Trúc Ly cả tháng trời. Ừ. Tính thuộc Lào, Trúc Ly thuộc Lào xong rồi. Ừ. Mà hát khi mà thâu á, khi mà thâu đó thì không trải nghiệm này cũng trải nghiệm kia, lọc nhiều hoài. Tại vì không phải chuyên nghiệp. Dạ. Sứ công viên mà đâu có biết, đâu có học nhạc gì đâu. Dạ. Mà mình chỉ giật một bài cũng như truyền khẩu thôi. Dạ. Thì cuối cùng thì ban nhạc Giang Phụng buồn quá, ban nhạc này kia nói thâu, người ta thâu ngày 2-3 bài, cái này cô này thâu bài. Ừ. Bài từ sáng tới chiều chưa xong. Dạ. Mà hồi đó không phải như bây giờ. Ừ. Hư cái chữ nào sửa chữ đó, như hồi đó đó từ đầu tới cuối chỉ cần. Ừ. Giờ chót hư một chút thâu là hết từ đầu. Ừ. Nguyên ban nhạc ví dụ ông bá ông nào đó có một đốt nào đó đánh phô một đốt một thôi. Yeah. Cũng ban nhạc cũng phải thâu là hết mà. Yeah. Thâu chung với ca sĩ là hết luôn. Yeah. Không có thâu nhạc trước rồi ráp ca sĩ sau như bây giờ nữa. Ừ. Bây giờ thì hư mấy chữ thì sửa mấy chữ. Yeah. Đó.
thì hồi đó là thâu gọi là analog mà, thâu băng gối bự nè. Thì tôi mới nghĩ ra, tôi nói bây giờ thôi cô này thì có thuộc lòng rồi, nhưng mà nhịp còn yếu. Thì bây giờ không cho cổ nghe nhạc nữa, mà tôi nghe nhạc. Tôi đứng, tôi đeo hết vô, tôi nghe nhạc. Thì cổ đứng kế bên, để qua nhạc trước mặt. Tôi chỉ chỗ nào cổ vô chỗ đó. Thì thâu lại. Thì thâu hai lần thôi. Tới đây tôi chỉ cái chưa quen như lần sau, tôi nói là tôi hết mà tôi chỉ là hát ha, chỉ là hát. Cầm cái cây tôi chỉ. Vừa tới, vừa tôi nghe nhạc, vừa vô tôi chỉ, thì cổ không nghe nhạc vậy mà. Chỉ vô cái cổ hát, chỉ vô hát. Xong được. Nhưng mà xong được thì cũng là không có xuất sắc lắm. Nhưng mà ban nhạc bệt quá rồi. Mà bữa đó là phải phát tiền ban nhạc gấp đôi. Để phát tiền bài mà. Thì mình nghĩ là thôi mình chịu khó vậy, chứ là thấy là thấy thua rồi. Nếu không ngờ cái tiếng hát đầu tiên lạ của cổ, nó mộc mạc, nó đơn giản của kiểu học trò. Thì khi hát lên đài phát thanh, cổ giới thiệu, chương trình giới thiệu xong, cái cổ giới thiệu cái bài hát, có khi mới hát một bài buổi sáng sớm, mới hát nửa bài nữa câu rồi tới đọc tin tức này kia, hát cho có vậy đó. Nhưng không ngờ thắng, coi như là một cách lăng xê giùm chú, cái lăng xê giùm. Thì nhờ đó mà cái bài này coi như thành công, thắng lợi tột bực luôn, dẫn đầu nhạc xuân năm đó về bán dĩa. Dẫn đầu về bài in luôn. Xuân đã tương đương với thù lao một bài đó, mà thù lao đó lên 20 ngàn là cao lắm, mà là bằng ba cái vàng mà, và một cái radio. Thì cũng là điều khích lệ cho mình. Đúng rồi. Thì bỏ công sức mình, cái sau đó thì mình sau đó ra cái bài thứ nhì, bài lính, bài mong đợi cũng giao cho cô. Bài mong đợi thì giao cho Trúc Ly hát nữa, thì không thành công bài này. Thì bài lính nó không có mùa xuân, nó cũng rầm rộ. Đó. Nhưng mà phải nói đó là những bài hát để đời của chú. Tới ngày hôm nay khán giả vẫn nghe. Còn hôm nay rất cảm ơn chú đã góp mặt trong chương trình của con. Sẽ hẹn kỳ tới sẽ cùng với cô Thanh Tâm. Hai cô chú sẽ cùng chia sẻ thêm về những tháng ngày hoạt động văn nghệ cũng như ảo thuật của chú. Bây giờ kết thúc chương trình, xin mời chú có vài lời chào với khán thính giả. Kính thưa quý khán giả của chương trình Jimmy Show, theo cái đa số mà thính giả mà thích nhạc của Bảo Thu đó, thì có hỏi sao Bảo Thu không có in, sau này không in xuất bản nhạc gì hết. Thì Bảo Thu mới gom góp khoảng 50 bài mà được phép là ra với 50 tình khúc vượt thời gian, với cái chủ đề là cho tôi được một lần. Ở trong đó thì có những cái bài cho tôi được một lần, giọng ca dĩ vãng, nếu xuân này vẫn anh, đừng hỏi bị tôi buồn, và những bài khác của Bảo Thu, những bài mà đa số quý vị thính giả đó là có khi nghe qua mà không biết của Bảo Thu. Còn những bài lính thì hoàn toàn không có trong này. Còn đó lính gì, ví dụ xuân trong đường thẳm hay lính và tình yêu cái này kia thì hoàn toàn không có này, có lẽ là cái dịp khác sẽ in sau. Xin cảm ơn toàn thể khán giả của Jimmy Show đã bỏ thời gian mà theo dõi cái buổi nói chuyện của Bảo Thu với lại Jimmy Nhật. Xin cảm ơn. Còn cảm ơn chú. Và quý vị nào muốn mua cái cuốn sách này, quý vị có thể liên lạc với nhạc sĩ Bảo Thu. Jimmy sẽ để email lên trên màn ảnh cho quý vị có thể liên lạc thẳng với tác giả. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
The Chimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.